Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm qua có đăng clip ba cái mặt hàng mới về của bên em thì anh em kêu yêu cầu review chi tiết chiếc đồng hồ Master này. Thì em sẽ làm lại clip và sẽ giới thiệu từng món cho nó rõ. Đầu tiên chiếc đồng hồ Master Uply anh em có thể thấy. Con này thì nó là dòng cao cấp nên anh em sẽ thấy là nó sẽ là cái thân của nó sẽ là thân kim loại. Được mạ vàng rất là đẹp. Ngoài ra anh em có thể thấy cái mặt của nó là mặt tráng men. Số là số học trò. Đó. Rất là đẹp. Con này thì nó có một kim giờ và một kim phút. Đó. Master made in Dai Bằng. Trên cái mặt gì nhỉ? Trên cái mặt men này của nó thì nó được vẽ những cái họa trạng hoa văn rất là đẹp. Anh em có thể thấy. Con này cái mặt này của nó như là cũng được làm bằng kim loại. Cái hai cái trụ này này. Đó. Còn đâu phía sau về cái phần máy thì nó là được làm bằng meca. Đó. Anh em có thể thấy cái lắc xoay của nó nằm ở phía dưới này, rất là đẹp. Lắc xoay. Con này nó vàng óng luôn. Ở ngoài nó đẹp hơn trên hình rất là nhiều. Chiều cao con này lên tới 30 và cái phần thân đế này ở dưới ấy, thì là nó là khoảng độ tầm 18 cho tới 20 phân. Rất là đẹp. Anh em trưng bày ở phòng làm việc hoặc là phòng khách hoặc là biếu tặng rất là ok. Độ mới của nó cực kỳ cao. Đó. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.